Bây giờ đã có kết quả siêu âm rồi, giờ ngủ đưa giấy đi cho bệnh viện nè. Kết quả là bị hư hai trái thận của cái đứa nhỏ luôn quý cô chú anh chị. Thận trái, thận phải đều bị. Nãy giờ này đọc nãy giờ này đúng không anh? Đúng rồi. Nè, đọc đi. Rồi kết quả là bể thận phải, bể thận trái luôn trời. Có kết quả luôn quý cô chú anh chị, quan đọc luôn rồi đó. Kết quả là đứa nhỏ bị bể thận phải, bể thận trái luôn. Giờ là kết quả chính xác luôn, là kết quả của bên bệnh viện mới đưa ra, bây giờ là đưa ngay vô trong đưa kết quả cho bác sĩ á. Nhận được kết quả thật sự rất là buồn quý cô chú anh chị. Bây giờ thì Hữu đưa mà Ngọc Nga vào trong mà pha cấp cứu sản nhi là quý cô chú anh chị, là đứa bé trai là bị thận trái bị bể, thận phải bể luôn, đang ở bệnh viện sản nhi An Giang quý cô chú anh chị. Thì Ngọc Nga đó với mẹ thì đang ở trong bệnh viện đó quý cô chú anh chị. Thực sự là kết quả siêu âm thì Quang thấy thực sự rất là buồn quý cô chú anh chị ạ. Giờ đang nằm ở chuẩn bị ấy nè, giờ chị Xiến đi ra ngoài rồi cho Ngọc Nga ngồi đó quý cô chú anh chị. Chị Xiến bàng hoàng luôn. Đó bây giờ giấc này thì Hữu Nga đó quý cô chú anh chị đang ở trong phòng khoa cấp cứu sản nhi nè. Giấc này thì vô đó để mà bác sĩ thông báo nha. Thì bác sĩ sẽ coi cái kết quả siêu âm hồi nãy đó. Thì Quang cũng coi kết quả siêu âm mà quý cô chú anh chị là bị bể thận phải và bể thận trái của đứa nhỏ. Thật sự là rất là tội nghiệp quý cô chú anh chị, do là bệnh á, bệnh của Ngọc Nga hồi lúc trước á. Đây là bệnh viện sản nhi An Giang nè quý cô chú anh chị. Bệnh là ngao bệnh được đẻ con nha, là chứ không có bệnh, cái vụ bệnh luôn là nó im luôn, nghĩ tức thiệt, nó tức. Kiếm được con trai là đâu phải dễ đâu chị Xí. Thì bởi vậy chị cũng thương nó, chị nói lâu lâu chị có đứa cháu trai chị cũng thương nó. Sự hồi nãy em coi được cái kết quả siêu âm một cái em cũng không tin và mất mình luôn. Bỏ hết sức. Phải nói là có bệnh nó đâu điều trị, em bé đâu có bị ảnh hưởng. Đúng rồi. Chào cả nhà nghe. Giờ em bé ở cũng lâu lắm rồi. Mấy anh em được hữu nghe. Chị Xiến nói là giờ Ngọc Nga đã chuyển qua bên hay tin là khoa rồi cả nhà ơi. Đây là bệnh viện Ngọc Nga là sản nhi An Giang. Sản nhi An Giang. Hồi nãy là bị ở bệnh viện nào? Chuyên viện Phó Long Xuyên. Kia là biết bệnh án nên là mới. Bên này là chuyên hơn đúng không? Này chuyên hơn. Không, chuyên về sản nhi. Chuyên là tình hình giờ sao? Thì em bé ảnh hưởng hai cái thận, bẻ hai cái thận đó. Vì vậy rồi sao giữ được không? Mẫu nó nói là nếu mà bác sĩ nó nếu giấu Nga đẻ ra, một là mù mắt, hai nếu có tai. Bác sĩ không biết được. Nghe chưa hay không? Dạ. Nghe chưa hay. Đâu dám cho Nga hay. Mình đâu nói cho Nga đâu, nói Nga nó nghe được sẽ cái tâm lý á. Bị tâm lý. Cố gắng điều phạt đi, cho nó qua. Đối với vậy, đối với những giờ chúng ta thấy chưa? Rồi những giờ cái gì đó là đem không đem mà làm cái này cái kia. Cái đợt nó bệnh đó, cái đợt nó bệnh chích thuốc chứ thần thơ nó mới ảnh hưởng em bé. Chứ nếu mà ngủ đừng sang bệnh cho Nga là
em bé đâu có ảnh hưởng cho em bé đâu. Đúng rồi. Xíu có thể nói rõ lại giờ tình hình đứa bé như thế nào không? Chị nghe kết quả ngủ nó nói bác sĩ nói kết quả là em bé bị hư hai trái bể hai trái thận. Còn nếu để em bé ra mà nuôi được thì một em bé cũng phải em bé không có thông minh nè. Yeah. Nãy nghe hữu nói một là bị cái mắt nè, hai là bị lỗ tai luôn đó. Sao cái đó nó ảnh hưởng gì vậy anh? Ảnh hưởng nãy hổng là nó chết rồi. Hả? Trước khi điều trị là nó có làm vết cho nó làm. Rồi sao rồi ấy đây? Gì khổ nghe. Rồi tối nay chị Xuyến định ở đây ăn chăm chăm phục Nga luôn đó chị Xuyến. Nga xin gửi con cho mẹ rồi. À. Ừ. Chị gửi con cho mẹ rồi. Em nghe tin nè, em cũng không tin luôn. Nói vậy chị. Bây giờ Nga nó mẹ tròn con vuông con nó đẻ ra nó mạnh khỏe dễ nuôi nữa. Khổ hết sức. Phải là bởi vì em thấy không, chỉ giây phút vui là khổ cả ngàn đời. À. Ủa nó còn quá dở. Ủa dở ha. Ừ. Nãy em đây là chị Xuyến rồi Hữu báo tin cái trời ơi em nói em không tin luôn về không tin luôn. Lâu lâu có một đứa cháu trai mà chị thương chị ham trai lắm, bây giờ mà chị có bầu nữa là tại chị ba đứa con gái rồi. Ừ. Có bầu nữa là chị cũng ham trai nó thiệt. Ôi. Tại có con gái nhóc trơn rồi. Chị Xuyến có bầu chi nữa trời. Chị nói chơi vậy đó, ví dụ mà chị có đó là chị cũng ham trai nữa, bởi vì chị ba đứa con gái rồi. À. Chị Xuyến hay tin hồi nào? Giấc chiều, giấc trưa, giấc sáng nè. Anh Tấn qua chị làm đồ ăn cho anh Tấn quay đó. Ê, anh Tấn không vô quay, chị mới dặn ảnh hôm này xong tự nhiên mình mua đồ, ông không vô quay, ông đứng ngoài đường ngoài bực bội. Cái ông nói anh đang điện nó nghe đẻ thì đau bụng chị hay không, nói không hay. Cái sao nó không cho mình hay, mới bữa trước nó còn lên ăn với mình mà sao bữa nay kỳ vậy ta. Chị nói vậy đó. Rồi cái nói với anh Tấn nè, rồi cái anh Tấn nó thôi để đi dưới rồi để nhiều khi sao mà nó tao cũng đẻ mà nó không cho chị hai mới đi mới kịp chứ không thôi gặp hổ nó bơ bơ nó không biết nữa. Rồi chị với anh Tấn mới kêu nó đưa đi đó. Lúc đó là kêu nó là nó chạy xe gắn máy hay là mình mướn xe? Ông Tấn chạy chiếc xe của chị mới mua đó. Chị mới mua xe Honda 50 đó. Ông Tấn chở? Không, chị đi xe của chị, ông đi xe của ổng. Chị mới mua xe 50 đó, khỏi đi bằng lái đó. Có xe đó tự ngày đưa ước nguyện đi học với chợ búa rồi đó. Cũng đỡ chứ mà cái kiểu này mà chỉ bao xe đi sao đủ. Rồi chuyến này lên có cho tiền chị không con có gái giấu. Để xin không? Chị giấu, chị cũng không giấu em, chị không có tiền. Chị mới cầm chiếc nhẫn rồi chiều chị đi đó. Cháu chị không có tiền sao chị đi? Mới cầm chiếc nhẫn nữa đó hả? Cầm hết nhiêu chị xíu? Chị cầm 2 triệu cơ gửi, mọi người ta cầm chỉ có 2 triệu tư. Cầm 2 triệu tư hả? Ừ. Người có đem lên đây cho nó mượn chưa? Chị đem gì để không có túi nè, để chừng nữa để coi có mua sắm ăn uống gì đó. Thí dụ có cái gì mua, thí dụ phát sinh thêm thì chị mua. Chị tính ăn uống là mua cái gì lặt vặt đó. Thì cần chị buồn, chị vừa buồn mà chị vừa tức. Con cái là một phút năm nổi mà bây giờ đứa nhỏ nó bị bệnh vậy luôn chà. Chị nói nghe thai vậy, nếu mà thời gian qua mà ngủ mà nó đừng có vụ bệnh hoạn này là nó khỏe lắm nó. Đúng rồi. Nga nó cũng khỏe nữa. Nga nó khờ cũng chết luôn, không có biết cái gì hết trơn. Nhưng mà mình cũng đừng nói cho Nga biết để nó đâu biết chị. Nó buồn đó. Rồi nó ảnh hưởng cái tinh thần đó chị Xuyến. Nên là mình cũng dặn vậy đó. Tại vì chị giật mình đó quan Phạm, chị giật mình chị hết hồn á cưng. Hồi nãy chị lên là chị có nghe tin được là đứa bé nó không ổn không? Chưa, hồi nãy ở bên kia, mấy bác sĩ mới chuyển quanh đây nè. Lúc chị đi lên đợt trước là bên bệnh viện An Giang mà anh á. Bên chỗ sanh sản. Không, ảnh là chuyển quanh đây. Là chuyển quanh đây luôn đó hả? Tại vì người ta đón bác sĩ là hay lắm, đón biết trước là em bé nó không có mạnh như em bé người khác. Nếu mà đẻ có gì đặng bên đây, là có đồ đặng cho em bé ấy này.
ở bệnh cũng như là chẩn đoán là em bé không có được mạnh khỏe nên là phải chuyển viện đi đem qua bệnh viện đây là bệnh viện sản Nhi An Giang. Còn bên kia là bên phụ sản, bên kia là bên đỡ đẻ. Chị đi về chiều, chị mắc chạy về chị rước quyền nữa chứ chị đi đây ai rước quyền đi học của chị ai đưa rước nó về mình cô giáo mới cho mình rước thôi ngược lại đâu rước được. Cô chuyện tối nay phải thức suốt đêm đó đặng canh chuẩn bị nó sinh đó. Chị xin mẹ rồi mẹ với mẹ giữ hai đứa con giùm cho con lên nha nó mổ mẹ ơi bà cũng khổ bà đâu có tiền bà một ngày mặn một ngày mà bà nghỉ bà không có tiền xài thành ra kêu bà nghỉ giữ cháu bà cũng không nghỉ nữa nghỉ phải có tiền. Ngày nào cũng phải cần tiền xài bả chị kêu bả với chị bả còn không ở nữa giờ nó năn nỉ bả gán giữ hai đứa này cho chị đêm nay đi. Đúng rồi quan trọng là bây giờ chị xíu lên để mà chị xíu lo cho Nga là sợ hủ nó lóng ngóng á chị xíu. Chị biết không từ ngày chị cũng có tính gì sợ chị thấy hủ nó quá dở sợ nó sanh đẻ dữ quá hủ không biết chăm sóc sức khỏe nữa đó. Đúng rồi ngủ là nó không dành gì đâu sanh đẻ đâu mà gì muốn muốn nuôi người đừng mà đẻ không phải dễ đâu em nó ăn uống nó cử đủ thứ hết trơn á. Từ ngày chị tính chị làm mở cửa mở đồ ra mà chị đâu có tiền đâu chị mới kêu nó đưa cho chị mượn đỡ 2 triệu đi rồi chị làm mở cửa ra mà nó nói 2 triệu chừng mẹ làm không đủ rồi nó không có đưa rồi chứ chị tính mở cái cửa 2 cửa cho Nga nằm bên đây chị chăm sóc sức khỏe cho con chị chứ chị sợ thằng Hủ nó không có biết giữ gìn cho con chị cái tình trạng gì là phải cử 6 tháng đúng rồi cử 6 tháng ăn uống rồi cử vợ chồng là 6 tháng 6 tháng trở lên là ít nhất đó em sợ chị sợ nó ẩu Nga nè chị sợ nhiều đó sanh đẻ rồi thêm bệnh hoạn nó đâu phải dễ tại ngày xưa chị bị nhỏ em gái chị biết rồi Hủ Nga đang chờ kết quả siêu âm chuẩn bị có dấu hiệu sanh Hủ Nga trong bệnh viện chuẩn bị sinh nè rồi gò bụng vợ chứ hả? Dạ. Lại đi ngày nào anh Hủ? Thì lại nào anh này em quên là giờ em không hết biết luôn rồi đó. Anh hết biết luôn hả? Vậy cái này đợi siêu âm ha. Siêu âm. Nãy ở bên bệnh viện kia rồi mới kịp sẽ chuyển qua đây đó. Đi xe cấp cứu. Chuẩn bị sinh ha. Chuyện này là mẹ tròn con vuông rồi đó. Dạ. Cha hay gái của trai. Ông mới có 35 tuần à? 35 tuần rồi hả? Lúc mà đi lên đây là mấy giờ anh Hủ? Cái đang cơm rồi ha anh ấy. Ăn cơm rồi ha. Dạ. Lúc đó là hai chồng tự chạy xe của máy hả? Chưa tính đi nữa. Bà và vợ bây giờ mới đốc suối quá. Rồi tính Ngọc Nga tính chưa đủ ngày xanh. Rồi thấy Ngọc Nga nó dở ấu nè. Rồi bên đó nó gai nước. Chứ ai nữa bên đây chặn sống ở đâu bụng quá à. Mà bà nói Hủ nghe. Tới dọc đường mới nói. Mà chạy càng chạy xe nó càng thốt sống chắc ngay ra ai mà lấy cây đặt nó sống bao nhiêu đó nói gì đó mà nó đau quá rồi chở qua bệnh là sao mà khám cũng có tiếng mấy 2 tiếng hồ bác sĩ mới chuyển qua đây chuyển bây giờ làm giấy làm tờ cho mai nhập viện đó giờ có cháu xanh rồi chị cũng mừng quá dạ em bé nở đó có đau bụng không mà em nghe đó anh em đó có chừng nó đau chưa có thầy chưa đâu cái này mình đang chờ siêu âm ha. Dạ chờ siêu âm. Anh chị chờ siêu âm hả chị? Dạ. Rồi chị vẫn cũng chờ siêu âm nữa đó hả? Này chưa có dấu xanh. Dạ. Chưa dấu xanh. Và nó có dấu xanh. Dạ. Lâu quá mới gặp Hủ với Nga nè. Dạ. Ừ. Trai bụng khôn khôn hả chị? Không trai bụng khôn khôn. Đầu tiên đó. Gái nữa là sanh mẹ tròn con vuông đi. Dạ. Tại Ngọc Nga bệnh đó rồi. Đúng rồi. Ngọc Nga không gầy khỏe phải chưa? Khỏe chưa? À. Nga không gầy khỏe không nha? Sức khỏe đầy đủ thì mới sinh mới ổn chứ. Để em nha. Quan trọng là anh Hủ nè. Nãy giờ em có gì em niệm Phật không? Niệm Phật gái sao lắm nha. Đúng rồi niệm Phật vô. Nam mô vô con đường Ngọc Nga 25 tuổi. Cho ông sanh mẹ tròn con vuông thì con là cái gì cũng tay qua đặng tỏi cái gì mạnh giỏi về cho con ngon mạnh giỏi con trai con sanh ra nó trọn vẹn mạnh giỏi đó mẹ chọn con vuông sanh mau có niệm không niệm quan tâm Phật độ em hiểu Phật độ em hạnh nghe không cố lên nghe không
Mẹ vợ lên chưa? Mẹ vợ có lên thăm chưa? Mẹ vợ lên rồi. Lên rồi, bả về rồi hả? Lên rồi, về rồi, về ừ. Đúng đêm rồi, điện mấy giờ, chắc lên cái gì điện mấy giờ nè. Điện nữa hả? Dạ, bác chấp lên mình tới với điện nè. Ờ, bác điện nữa. Cái bà lo lắm á. Lo lắm. Ừ. Chứ bà tại bà có nghe nè, mẹ bà lên, mẹ lên tới đâu rồi? Rồi trước cửa ha, con đang siêu âm vợ con. Dạ. Có anh hai anh này, anh gì là Quang, nè. Quang, anh Quang nè, với anh Tấn nè. Rồi bây giờ dẫn xe đó vô đây, gửi xe đi con ra nước mẹ. Được chưa? Đầu mình hả? Ừ, mình nói lên đầu làm. Nãy à, nãy đi có đem đồ được theo chưa? Có đầy đủ chưa này? Ừ. Chưa. Để chị cửa đi, chừng nào bác sĩ dẫn lên đầu làm. Lấy đem lên hỏi. Em ở đây nhắn mẹ vô nha. Nghe mà lấy dính quan mà hỏi chú lên của sao đâu. Mời đi. Vô đây với em, nhắn mẹ vô, để rồi bác ngồi hồi mãi. Các bác ngồi đây được mà nha, đâu, vô có gì đâu. Để mà thăm cũ nghe nè. Mẹ vợ thì nghe tin là con gái sắp sanh nên là cũng ghiết ghiết chạy lên. Dạ, con mẹ bá sợ luôn. Ừ. Thôi cũng chờ. Hồi nãy thì cũng nghe tin là Hữu nói là con đứa con trai của Hữu là bác sĩ báo là nói chung là cũng sức khỏe cũng không được tốt đúng không? Thất bại lắm, thất bại lắm. Thất bại rồi, sức khỏe cũng không được tốt. Mẹ. Ôi mẹ. Ôi. Ủa, ông Phạm ơi đó. Ừ. Mẹ. Mẹ. Đi mẹ. Gọi hai đứa nhỏ đâu? Đi gửi cho bà ngoại rồi. Gửi cho ha. Mẹ chị rồi. Ừ. Thì giấc này thì Hữu báo cho mẹ vợ biết là đứa con trai là nãy bác sĩ báo là bị nói chung là sức khỏe không tốt nha. Bẩm sinh luôn á, sức khỏe không tốt luôn á. Nên là nãy Hữu có nói với Quang. Nhưng mà giờ Hữu đi nói chuyện với mẹ vợ rồi nè. Nói chung với cô chú anh chị. Nói là sức khỏe không được tốt á, giống như người ta nói là bị bẩm sinh rồi á. Thôi đừng buồn à chị. Chị mà chưa có sinh ra mà. Mà có thể cho này trước rồi. Ừ. Khám tận rồi. Cái bệnh nó ảnh hưởng dữ vậy ta? Bị bệnh bữa hổm rồi ảnh hưởng dữ gì đó? Tại nó bể hai cái thận đó mà. Hả? Bể hai cái thận. Nha, bể hai cái thận hả? Không phải, con. Bể hai cái thận. Bể hai cái thận. Gì? Bác sĩ nói gì đó hả? Thì hai cái thận luôn. Thì hỏi anh này nè, anh Nguyễn nói đó. Thường có nhưng mà bác sĩ có nói không á? Con có giấy tờ chứng đóng lâu rồi. Chứng đóng lâu rồi tại tôi giấu đó, anh Nguyễn biết rồi. Hôm nay là anh Nguyễn nói giúp mình đó. Bể hai cái thận luôn. Sống này là cũng được lắm chân luôn. Anh, tao nói em bé khó nuôi đó anh. Bé khó nuôi hả? Dạ. Rồi. Bé khó nuôi là nguy hiểm anh. Ngồi trong ngoài là con đứa mà. Ảnh hưởng cái bệnh bữa hổm đó hả? Dạ ảnh hưởng bệnh. Đâu dám nói cho một ngang nghe đâu. Rồi, nói chung là bé có nuôi đừng buồn anh ngủ rồi cố lên thì nói chung mình cũng chưa sinh ra thì cũng chưa biết được đúng không mình giờ thì mình cũng ta chẩn đoán vậy thôi đúng rồi thì chẩn đoán là cố một là... việc nhưng mà mình cũng phải phải hy vọng đúng không còn mới đóng rồi tiền phí rồi 4 triệu không có bảo hiểm không bảo hiểm có thành không hả đóng 4 triệu đâu con không biết chắc thành con biết mà không có mà thành mà thành thành có thành bảo hiểm không mình đóng trước rồi nữa đóng trước tạm ứng 4 triệu đúng rồi nữa người ta sẽ trả lại đưa trước 4 triệu vô nằm bé mà bị bể hai cái thận rồi sao sống hỏi bé rồi sao nuôi đầy mọt lắm chị mà xí nghe tin chắc cũng vừa rụng rời luôn á rụng rúng luôn á tại sao có hỏm siêu âm thấy em bé mắt mũi tay chân đầy đủ mà ta đầy đủ chưa mà thấy không mà bé không có thằng bây giờ để Ngọc Nga đợi mẹ đi để Ngọc Nga đợi rồi chị xí Quang rồi chị nào về Quang Hà mới lên nè dắt Ngọc Nga đi ăn hả mẹ chị kêu mẹ giữ em cho chị nó sáng rồi đúng rồi mẹ cho hồi bác sĩ nói Ngọc Nga đặng mà siêu âm rồi đặng ăn mà vô đẻ rồi mẹ đúng rồi hồi
mổ nói chắc mổ trong rẻ đâu rồi mình nói cho người ta nó mừng vậy đó. Đúng rồi ngồi dẫn đi ăn đi ra ngoài ăn bác sĩ hỏi coi bệnh này sao nó ảnh hưởng dữ rồi trời. Trời ơi em mới nghe cũng không tin luôn á trời. Với lại em bé sao thôi nghe. Thôi đừng nói thôi đi. Thôi đừng nói với nghe. Nói nó buồn lắm đó. Nó ảnh hưởng tâm lý. Tội nghiệp. Chứ con nó mà chứ này mẹ chứ này mẹ. Chị Xuyến nghe được tin chị Xuyến cũng là nói chung là buồn rã rời luôn nè. Thì cái này chị Xuyến vô chỗ của mà Ngọc Nga nè quý cô chú anh chị. Ở đây là bệnh viện Sản Nhi An Giang nha. Chị Xuyến đã lên để gặp Ngọc Nga nghe quý cô chú anh chị. Thì nãy cũng nghe tin là Hữu nói là Ngọc Nga là cái thai thì sức khỏe đang bị yếu nè. Thì nghe nói bị bẩm sinh từ trong bụng mẹ luôn. Thì rất là tội nghiệp quý cô chú anh chị. Thì ở đây thì nói chung là cũng ở trong bệnh viện đó, nên cũng rất là hạn chế quay phim và nghe, nên là quý cô chú anh chị thông cảm nha. Thì chị Xuyến thì đã gửi hai đứa con cho bà ngoại chồng rồi. Chị Xuyến chắc tối nay sẽ ở đây để mà lo cho Ngọc Nga nha.